Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 10 là một cái ngày đặc biệt. Đấy là cái ngày sinh nhật của anh em Đặng Minh Trung. Anh em Đặng Minh Trung là một trong những anh em hội viên fan cứng, fan bê tông rất cứng ở trên kênh Game Today. Và anh em đã coi như là đồng hành với tôi từ những cái ngày mà phải nói là chập chững vào nghề. Và những gì mà anh em Đặng Minh Trung đóng góp cho kênh để kênh phát triển thì tôi luôn ghi nhận và tôi rất lấy làm biết ơn anh em Đặng Minh Trung. Đấy, chính vì thế hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của anh em Đặng Minh Trung thì tôi sẽ có một cái món quà dành tặng anh em Đặng Minh Trung. Đấy chính là tôi sẽ làm cái clip theo như cái mong muốn của anh em Đặng Minh Trung, như một món quà gửi tới anh em Đặng Minh Trung nhân cái ngày sinh nhật của anh em. Và tôi cũng xin chúc anh em Đặng Minh Trung sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình êm ấm hạnh phúc, hậu phương vững chắc, sẽ làm cái động lực thúc đẩy cái sự nghiệp của anh em phát triển rực rỡ trong tương lai anh em nhé. Anh em Đặng Minh Trung thì nói chung là yêu cầu thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Cái mong muốn của anh em Đặng Minh Trung thì rất là dễ để có thể thực hiện. Đấy là anh em Đặng Minh Trung không có yêu cầu gì quá khó. Chỉ cần là core là con Velomancer. Đấy, còn có thể chơi bất cứ cái lineup nào tùy tôi. Tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Ủa, con này à? Cái con sao Breaker lên 2 sao thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái lineup nó sẽ là cái lineup Assassin kẹp với cả Velomancer. Ok, cũng là một lineup rất hay, rất khỏe. Hoặc là chúng ta có thể đánh Velomancer kết hợp với 6 Glacier, Velomancer kết hợp với cả Insectoid, 4 Insect, Kira. Đó là những cái lineup mà hoàn toàn có thể chơi được Velomancer. Rất nhiều lineup có thể chơi được. Đấy, chúng ta chọn một lineup thôi. Rồi, và câu chuyện đấy thì tí nữa anh em nhá. Và bây giờ như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Huỳnh Trung Kiên. Chào mừng anh em đã trở thành hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Ngọc Long Phan đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em Ngọc Long Phan rất nhiều. Ui, hai đỏ vào đã. Xem nào, chốt được cái gì thì chốt anh em ạ. Đánh là xác định đánh chỗ thắng luôn chứ không bao giờ là chơi eco. Có hai sao mà lại tính con đường eco nó là hơi sai anh em nhá. Đấy, tôi chốt luôn, ghép được cái gì thì là lấy cái đấy thôi. Ok, lấy những cái món đồ ấy đầu game nó mạnh anh em ạ. Thì có cái chén thánh này, cái bờ linh này và cái búa xét là những cái món đồ mà rất là ok. Ngoài ra nếu mà anh em chơi Clive thì anh em có thể lấy cái hai tia đầu game rất mạnh. Nếu mà Light Blade Light lên được 2 sao sớm thì có thể đánh được chuỗi thắng, thậm chí là rất khét đấy. Nếu mà chơi theo cái lối chơi nó chính là chuỗi thắng mà chơi Clive thì phải nói là chắc là slow ball kinh lắm. Bởi vì meta này Clive rất mạnh. Ui, thì xong rồi, nó giống như là Hunter vậy anh em ạ. Nhưng mà không nha anh em nhá. Rồi, up cấp rồi. Trận này nó giống bài ra, rất giống chơi Hunter. Rất giống ấy, rất giống chơi Hunter luôn. Cái form bài nó là Hunter, 6 Hunter kẹp với cả hai đỏ đấy. Đấy, ở level 7 rất mạnh. Nhưng mà thôi, cái bài Hunter nó là một cái bài mà cái ngày hôm qua và ngày hôm kia ấy, sau khi mà tôi gặp một cái đối thủ mà chơi 9 Hunter kẹp với cái con Line Blade Line, có rất nhiều anh em là yêu cầu. Đấy, tôi chơi thử đi để xem là nó có mạnh thật không, hay là chỉ là đối thủ là vô tình là nó như thế thôi. Đấy, hay là như nào thì nói thật với anh em là tôi chơi rồi. Tôi chơi rất nhiều rồi. Tôi chơi ít nhất ý là cũng phải tầm khoảng 6-7 trận ở top 1, top 2 thôi anh em ạ. Nên là tôi sẽ hứa với anh em là sẽ ra một cái clip sớm nhất. Cụ thể ở đây là chắc là vào cái ngày sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn. Khi mà anh em Thọ Nguyễn sắp tới là sinh nhật anh em Thọ Nguyễn và có yêu cầu cái bộ 9 Hunter. Đấy, thì chắc là sẽ là nhân cái dịp sinh nhật anh em Thọ Nguyễn chơi cái bộ đấy luôn nha anh em nhá. Anh em đừng vội, còn rất nhiều anh em yêu cầu. Anh em nhá, có rất nhiều anh em yêu cầu này. Rất nhiều anh em là sắp tới là kỷ niệm ngày sinh nhật của anh em cũng như là kỷ niệm 1 năm. Anh em Thọ Nguyễn là cũng sắp là 1 năm rồi. Sắp 1 năm là kỷ niệm 1 năm ngày đăng ký hội viên trên kênh. Đấy. Và tôi xin nhắc lại cái tiêu chí của tôi khi mà thực hiện những cái yêu cầu của anh em ở trên kênh. Đối với cả tất cả cái yêu cầu của tất cả các anh em ở trên kênh đều tôi đều có thể làm nhá. Tôi đều có thể làm theo yêu cầu của anh em. Miễn là làm sao mà nó hợp với content của tôi, cái nội dung của nó anh em nghĩ ra hay, tôi có thể làm được. Đấy, tôi có thể làm được nhá, thì tôi có thể làm.
nội dung hay này, ý tưởng hay. Đấy, tôi và tôi, cái điều quan trọng là tôi làm được. Đấy thì tôi sẽ làm. Cái thứ hai là cái những cái nội dung theo yêu cầu mà nó là cái ngày sinh nhật của các anh em hội viên nhá. Tôi xin nhắc lại là với các anh em hội viên thì nó sẽ có thêm một cái lứa, đấy là tôi sẽ tổ chức sinh nhật anh em, chúc mừng sinh nhật anh em ở trên kênh. Đối với các anh em hội viên, chỉ các anh em hội viên thôi mới được cái coi như là cái tiêu chuẩn đấy. Đấy. Hiện tại có rất nhiều anh em hội viên rồi. Kênh của tôi là nó khoảng 250, hơn 250 một chút anh em hội viên. Đấy thì anh em cũng biết rồi đấy, với cái số lượng nhiều anh em hội viên như thế thì một năm nó chỉ có 365 ngày thôi. Và tôi nói, tôi chia sẻ cái đợt trước là tôi đã nói một lần rồi, 365 ngày thì thế nào cũng sẽ có ngày ngày và bị trùng. Đấy, sẽ có các anh em là sẽ trùng ngày sinh nhật. Tôi biết cái điều đấy. Đấy, giải pháp là sẽ tổ chức sinh nhật chung thôi. Nếu mà trùng ngày sinh nhật thì tôi sẽ lựa chọn thôi. Tôi sẽ lựa chọn hoặc là anh em có thể là đàm phán với nhau. Tôi sẽ thông báo trước để các anh em có thể đàm phán với nhau xem là hôm đấy chúng ta sẽ làm cái bộ gì cho nó hay ho nhá. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh em. Đấy, ví dụ như hôm nay là sẽ là ngày sinh nhật anh em Đặng Minh Trung. Và tôi có mấy món quà tôi làm theo yêu cầu mong muốn của anh em Đặng Minh Trung. Đấy, một cái line up để làm cho anh em một cái gọi là một cái buổi sinh nhật ở trên kênh. Đấy, khi mà tôi có chia sẻ đợt trước rồi, khi mà buổi sáng thì anh em đi học, anh em đi làm. Đấy, các bạn anh em, đồng nghiệp anh em tổ chức sinh nhật cho anh em ở trên công ty. Đấy, buổi tối anh em về nhà thì gia đình anh em đón sinh nhật anh em cùng với gia đình. Đấy, và sau khi mà anh em đón sinh nhật cùng với gia đình thì anh em lên kênh của tôi thì đấy, anh em sẽ nhận được cái lời chúc của tôi ở trên kênh nha anh em nhá. Đó chính là cái gọi là cái đặc quyền cho hội viên. Và cái thứ ba đó chính là một cái lứa của hội viên, đấy chính là một năm kỷ niệm một năm nhá. Thì sau một năm sẽ có một cái kỷ niệm một năm dành cho anh em hội viên. Ngoài ra thì các anh em hội viên sẽ có cái gì nữa, có một cái sự ưu tiên cho các cái yêu cầu của anh em. Tức là nếu mà có 10 người cùng yêu cầu là tôi làm một cái bộ nào đấy thì tôi sẽ ưu tiên cho các anh em là hội viên hơn nhá. Đấy. Tuy nhiên là cũng chưa chắc là đã là hội viên và yêu cầu là tôi đã làm nhá, bởi vì là nó còn phải trong cái khả năng của tôi nữa. Anh em yêu cầu một cái bộ quá khó và tôi không làm được thì tôi sẽ không làm nhá. Đấy, tôi cũng nói luôn cho anh em là để cho anh em biết. Và những cái bộ khó thường là nếu mà tôi có làm ấy thì tôi sẽ để sau. Đấy, dễ làm trước và khó làm sau. Chính vì thế là sẽ vẫn có những các anh em mà có yêu cầu nhưng mà vẫn chưa được thực hiện. Thì đó chính là cái lý do đấy anh em. Đấy. Có nhiều anh em hiểu lầm tôi, cứ nghĩ là đăng ký hội viên thì mới được làm theo yêu cầu, cái clip theo yêu cầu, thì không phải nha anh em nhá. Không phải đâu. Đấy, tôi sẽ làm tất cả mọi người yêu cầu tôi đều sẽ làm. Tất cả nha anh em nhá. Anh em cứ xem kênh tôi. Đấy, thì là tôi sẽ làm. Tuy nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái độ khó ấy, với cả cái ý tưởng nó có hay ho không. Chứ nếu mà anh em yêu cầu một cái bộ mà nó quá thông dụng hoặc là nó quá khó thì rất khó. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong hai người, một cái người là hội viên và một cái người không phải là hội viên, thì đương nhiên tôi vẫn sẽ ưu tiên làm cho các anh em hội viên trước nhá. Đấy là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Rồi. Chắc trận này tôi sẽ chơi Assassin thôi. Tí nữa sẽ là Assassin, 6 Assassin kẹp Kira ở level 8. Rất ok. Rồi, để xem là chưa gặp thằng nào. Hy vọng là cái thằng tiếp theo tôi không phải up cấp. Nào đây. Ủa, có phải không? Ui, thằng top 2 rồi anh em ơi. Gặp cái thằng Daydog 6 Warrior à? 6 Warrior thì chắc là cũng chơi được. Không nổi. Toàn một sao thôi. Có lên up cấp không nhỉ? Bởi vì là cái đội hình này, tôi có nói vừa nãy là không lên up cấp ấy. Gặp một cái thằng nó yếu thôi để tôi không phải up cấp. Bởi vì up cấp ấy thì cái sức mạnh đội hình này nó cũng không gia tăng. Muốn có sức mạnh ấy ở cái round sau ấy mà nó mạnh hẳn lên ấy thì nó sẽ phải là ở level 7. Nó sẽ là 6 con assassin kẹp với các cái con gấu tăng cơ ở trên thì nó mới mạnh hẳn lên được.
Và bây giờ tôi lại muốn câu con gấu assassin ra, nhưng mà như thế thì nó lại chưa có gấu assassin anh em ạ. Đây này. Đủ bộ rồi. Hay là đánh an toàn nhỉ? Đánh an toàn bỏ con gấu ra một round. Up 7 bỏ con gấu ra một round anh em ạ. Tôi nghĩ là chuyện này để đánh cho nó chắc. Tôi lúc nào cũng chắc cú rồi anh em. Đánh cẩn thận. Đánh rất cẩn thận luôn. Mất chuỗi một cái thôi thì là lại coi như là nó là một sai lầm rồi. Sai lầm tuổi trẻ. Không nên. Không nên làm thế. Mình là một cái người mà coi như là đã có kinh nghiệm đúng không? Trải qua đến hàng chục nghìn giờ chơi rồi. Đấy. Nên là chơi thì nó cũng phải giống như là một coi như là lão thành cách mạng. Không thể nào có chuyện là để mất chuỗi một cách ngớ ngẩn được. Đấy, em hiểu không? Đấy, up cấp lên cho coi như là 6 assassin vào luôn. Đánh an toàn. Ô. Ô, nhưng mà có vẻ như là bị thua nhở. Trông Wario gì mà nó trâu này. Ôi, tôi chết rồi. Ơ, đéo hiểu sao, toàn một sao, anh khỏe nhở. Ảo thật đấy. Cái bộ này lỗi vãi đài luôn, thề. Quá là lỗi. Thôi rồi. Thế thì lại câu gấu tiếp vậy. Ảo thật sự luôn anh em ạ. Nó hiểu kiểu gì. Câu gấu. Câu con gấu assassin thì ngon. Anh em nhá. Thế thôi tôi quyết định là lại bỏ bài vào câu gấu vậy. Thế là quả up cấp là đúng là sai lầm. Biết thế quả đấy thôi, kệ cho nó mất chuỗi. Đấy, vậy là tôi có thêm một giờ kinh nghiệm nữa rồi đấy anh em. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm xương máu luôn. Đấy, chúng ta sẽ có, sau trận này chúng ta sẽ có là 10.001 giờ kinh nghiệm chinh chiến. Đúng kiểu lão thành cách mạng luôn. Đùa. Xài quá nhỉ anh em nhỉ. Có cái gì đấy hơi sai sai ở đây. Mất chuối ảo thật sự. Vẫn thấy cay. Tiếc thật đấy. Quả đấy thôi không móc cấp ngon. Quả đấy là tôi thực ra là tôi cũng up cấp ấy, là tôi cũng thấy là trước khi vào cái game đầu đấy tôi vẫn thấy là nó có cái gì đấy nó hơi sai rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi tôi nghĩ là nó cần một cái sự quyết đoán để up cấp. Biết đâu quả đấy lại thắng đi làm vua đúng không? Giữ được chuỗi. Ok. Nhưng mà không sao, tôi vẫn ổn anh em ạ. Thực ra tôi vẫn ổn. Đấy. Không ra gấu thì kệ cũng chả sao. Nói chung là gì? Là gấu assassin nếu mà ra thì là cái con đường mà chúng ta tiến tới cái chức top 1 ấy, cái vị trí top 1 ấy, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy, ví dụ như là nếu mà chúng ta chơi bình thường, chúng ta không ra con gấu assassin thì tỷ lệ top 1 ở trong trận đấu đấy đối với tôi ấy, thì nó chắc là rơi vào tầm khoảng 1%. Đấy, nhưng mà ra gấu assassin nhá anh em nhá, nếu mà nó ra được cái con gấu assassin ấy thì tôi nói thật với anh em là cái tỷ lệ của nó phải gấp đôi, 2%. Nói chung ấy là cũng chả biết thế nào anh em ạ. Nhìn nó đẩy cho như này 12 máu luôn. Đang mạnh đúng không anh em? Đang có chuỗi. Thế mà bây giờ sang cái round này, tốc độ trận đấu nó khủng khiếp luôn. Quá khủng khiếp. Thực ra bài này là phải có cái con ốc cơ. Con ốc lên 2 sao ấy thì đầu game nó mới ngon được. Nó mới ngon nghẻ được anh em ạ. Chứ còn sao breaker nó cũng chỉ 5 round đầu thôi. Cái tầm này là bắt đầu là tôi là thành eco đấy. Không đùa đâu. Nhìn đối thủ nó to cái đái rồi. Có thằng eco trắng là coi như là cộng 9 rồi đấy. Máu khá nhiều nhá. Round 14 mà vẫn còn 55 máu đấy kia. Đấy là eco trắng ấy. Đấy. Khá nhiều ấy. Gót đỏ sống mập. À, gót đỏ sống mập chơi eco trắng. Tức là cái thằng đấy là sau là nó sẽ rất khỏe khi mà nó comeback đấy. 6 đỏ kết hợp với cả gót rồng mập thì nó sẽ rất khỏe nhá. Mà cái bộ assassin cũng khá sợ cái bộ này đấy. Cái bộ assassin chính ra nhá, nếu mà cái con gấu assassin là nó sợ cái bộ này lắm. Sợ lắm. Trong cái tầm này nhá. Trong cái tầm này bây giờ tôi chả đấm được ai anh em ạ. Thật. Mấy cái con này nó không lên được 2 sao thì đúng là chả đấm được ai thật. Kẹp vào 3 assassin thôi.
tầm này nó cũng chỉ là 3 assassin, nó như là cái giai đoạn đầu game thôi mà. Nó phải lên 6 assassin mà co phải 2 sao rồi mới mạnh được. Khó đấy. Cảm giác như bây giờ là coi như là gặp nhà nào cũng thua. Mà sợ nhất là những cái nhà beat. Beat bây giờ nó hay kẹp vào con cây lắm. Whispersia rất là hay kẹp vào con ấy. Đẩy thôi rồi luôn. Mỗi round 17, 18 máu. Một round nó quá là bình thường. Có những round nó còn lên tới 20 máu. Ủa. Thôi xong rồi anh em ơi, đồ lởm rồi. Rồi. Lấy cái tinh thạch sinh lực đã. Cái áo tràng này tí nữa có thể ghép thêm cái BKB cũng được. Thôi bây giờ tôi tích tiền lên 50 tiền đây anh em ạ, cứ bình tĩnh. Chưa đánh được đâu, chưa đánh được đâu, tầm này chưa đánh được đâu. Yếu lắm. Nhưng mà tôi có một cái dự đoán ấy, chính là cái với cái đội hình như này ở trong cái thời điểm hiện tại đó là round 16 ấy, thì tôi sẽ bị đẩy rất nhiều đấy nhá. Có khi cần phải kẹp eco vào không nhỉ? Trận đấu này có vẻ chơi đánh gần có vẻ là không được thông minh cho lắm anh em ạ. Trận đấu này tôi nhận thấy là có một thằng nó chơi mết kẹp với cả Spirit này. 4 Spirit. Mết kẹp 4 Spirit luôn ở trong cái giai đoạn này à? Càng đấy. Những cái con assassin thường nó đánh gần anh em ạ. Trừ khi là ra được cái con Sailing assassin ở 5 sao, 5 đô thì mới có thể là counter được, tránh cái việc bị counter thôi. Còn với những cái con co khác ở trong cái bộ assassin này thì toàn đánh gần. Thậm chí là cả cái con Velomancer mà tôi đang định chơi thì cũng là đánh gần nếu mà kẹp assassin vào. Khó đấy, trận này tự nhiên lại có một thằng ngáng đường anh em ạ. Hy vọng là cái thằng đấy nó sẽ bị thằng khác có đấm chết. Nhưng mà cái trận đấu này này, gót rồng mập, gót rồng mập phải đấm được không? Đấm được. Còn những cái thằng khác thì tôi sợ không đấm được cái thằng đấy đâu. Bởi vì là Warrior làm sao mà đấm được. Warrior cũng toàn đánh gần thôi. Ra Skeletor thì còn lâu. Còn rất lâu. Ủa, trông đẩy nhiều phết đấy nhở. 11 máu à. Ốc lên được 2 này. Ốc lên được 2 nhưng mà vẫn chưa đủ bộ 6 assassin. Vừa nãy tôi lại bán bớt mấy con assassin đi để lấy tiền, tích tiền. Nhưng mà bây giờ cảm giác như là mới round 18 mà bị đẩy kinh quá anh em ạ. Mỗi round 11 máu thì rơi vào tầm khoảng 6 round là bay màu à. 6 round nữa, 18 cộng 6 rơi vào tầm round 25, 27. Round 27. Sau round 27. Thường là cái mốc 26 là nếu mà tích tiền là 26 lên 10. Ui, gặp Warrior. Hay quá, mà may quá. Con Aquaman nó lại bờ lịch và trúng cái lỗ tôi để sẵn ở đây rồi. Đánh mãi mới chết được con Aquaman anh em ạ. Thôi xong rồi. Quả này lại bị đẩy nó tràn nhà luôn. Được không? Ôi quả này vãi đái luôn. Rồi mỗi rào cứ chục máu. Bây giờ cứ mỗi rào là mất chục máu anh em ạ. Căng quá nhở. Round 19 cố tí được không? Hay là roll luôn nhở? Bây giờ đang thiếu một assassin đúng không? Thôi cố lốt round này đi. Round này chắc đẩy chục máu nữa còn tầm khoảng 4-6 máu.
46 máu rồi, lúc đấy thì chúng ta lên 9 chúng ta roll anh em ạ. Lên 9 roll. Thôi chơi ở 9, hết tiền ở 9 thôi. Khả năng trận này lên 10 là khó đấy. Co chưa ra anh em ạ, co chưa ra. Cái tầm này thì con ốc nó lại không gánh được nữa rồi. Vừa nãy tôi có nói là con ốc, nhưng mà con ốc nó chỉ gánh được những cái round đầu thôi. Những cái round trước round 15 tôi nghĩ là con ốc nó còn gánh được, chứ còn sau round 15 thì lúc đấy nó sẽ phải là cáo, cáo 2. Khó đấy. Đây này, may round này mất ít máu đấy. Nhìn thì nhìn thế thôi, nhưng mà ít thì tôi nghĩ là cũng sẽ phải 8 máu, 7-8 máu. Ui ôi, 9 máu anh em ạ. Cũng đéo ít. Gặp ngay cái thằng Daydog, ngày chó à. Chuỗi to vãi đái. Nói chung là tiền bây giờ nó bị thọt đấy anh em, nên là tôi sẽ không xả ở 8 đâu. Xả ở 8 ấy không ra được cáo đâu anh em ạ. Tôi đe lắm, chơi là nó phải lên 9. Nếu mà xả hết tiền ở 8 ấy thì sẽ không kẹp được vào Warlock. Anh em hiểu không? Mà round sau ấy, round 21 là mấy cái thằng Warrior là nó lên 9 hết rồi. Đấy. Mà không kẹp Assassin ý, mà 6 Assassin mà không kẹp được vào Warlock là bay màu ngay. Gặp cái bọn Warrior ấy là chỉ có đánh vào là tự chết thôi. Chúng ta phải lên được 9. Lên được 9 là kẹp được cái gì? Kẹp được vào trừ giáp Warlock anh em ạ. Chưa nói đến cái Kira đâu nhá. Kira nó còn xa vời lắm. Bây giờ chỉ một con Velomancer thôi, một con level 1 thôi, kẹp vào để có Warlock đã thôi. Đấy. Ngon nghẻ ra là con cáo thì có thêm bit nữa. Level 10 thì kẹp cọc. Thế là ok nhất. Rồi. Tractor roll mấy cái đã, kiếm đủ 6 assassin anh em ạ. Đều à? Rồi ok, 6 assassin. Round sau lên 9 anh em nhá. Round này từ từ đã. Lên 9 thọt tiền lắm. Cứ tạm thời nó sẽ là 6 assassin kẹp với cả Aegis Seed. Thêm con gấu tăng cơ thôi. Mình chưa có beat đâu, chưa có beat, mình có trừ giáp, chưa có Warlock. Trận này có vẻ như là con Velom nó cũng không ra anh em ạ. Hơi đen nhỉ. Velom đến round 21 rồi chưa ra được con nào. Đúng kiểu tôi nghiệm ra nhá, mỗi lần tôi làm content ấy là y như rằng là cái line up đấy là không được nó ra luôn. Thật. Anh em cứ nhớ lại mà xem. Bây giờ bộ này nó mạnh quá rồi anh em ạ, toàn form được đủ bộ rồi. Tất cả bọn nó đều form được đủ bộ rồi. 9 Warrior giờ nó đẩy 9 là nó cũng đủ bộ, 9 Warrior thôi. Đen quá anh em ạ. Mấy cái lần mà tôi nói là tôi chơi một cái gì đấy là y như rằng nó không ra. Anh em nhớ cái trận đấu mà tôi chơi Glacier kết hợp đỏ không? Đấy, tôi bảo tôi dồn đồ cho Lancer, cuối cùng cả một con game đấy không ra bất cứ một con Lancer nào luôn. Đến lit game luôn. 50 round không ra bất cứ một con Lancer nào, chơi đến chung kết luôn. Ảo thật sự. Rồi chuyện này cũng thế anh em ạ. Chuyện này kiểu mình cứ nói trước ấy. Nói trước máy có khi nó nghe thấy nó không cho ấy. Thật cay thật đấy. Thề. Đánh ra 22 rồi mà không ra một con 4 tiền. Chứ con đấy nó đâu có khó ra như con mấy con bom máy bay đâu nhở. Khổ. Ui thằng này nó còn ra được cái con rồng mập 3 sao. Thế thì bạn chùm rồi bạn ơi. Ảo thật sự luôn. Ra là con rồng mập 3 sao ạ. Chơi gót đỏ rồng mập ra rồng mập 3 sao. Ok nhưng sao lại vẫn thua. Thua là bởi vì là chưa đủ bộ 6 đỏ đâu anh em. Chưa đủ bộ 6 đỏ. À đây rồi, ôi, vừa mới kêu thì nó ra. Khổ, chắc là nó nghe thấy tôi nói đây. 2 bit. Warlock kẹp cọc ở level 10. Level 10 mới kẹp được cọc. Bây giờ tôi có thể là giữ tiền để 26 lên 10 được không nhỉ? 26 lên 10 thì cũng ngon. Hay là bây giờ ra một con Velom đi, đập quả trứng phát là ok luôn này, ổn áp luôn này. Cái bọn máy này là cứ phải chửi anh em ạ. Thế này. Đấy, tôi mà không nói mấy cái round trước thì có khi nó không ra đâu. Ảo thật sự. Cứ lúc mình nói mình kêu bắt đầu nó ra thế.
Nhưng mà thôi, nói chung là 41 máu ra là nó cũng là kịp thời rồi. Đó. Chỉ còn một con nữa thôi. Tôi có quả trứng, coi như là hai con Velo đã ra. Ui, đây rồi. Hay lắm. Gấu lên được hai này là nó sẽ có cái con tăng cơ, con gấu con là nó tăng được mạnh lắm đấy nhá. Cái gì đun chuẩn gì cơ? À, cái thằng gót đỏ là bị cái thằng warrior nó đun. Đấy, còn cái thằng top 1 nó lên 9 rồi, đủ 9 warrior. Đây rồi, gặp rồi, hay quá. Liệu rằng cắt chuỗi được không? Lên nhớ là bây giờ cái tầm này là tôi mạnh rồi nhá, tôi không giống như vừa nãy đâu. Bây giờ 6 assassin rồi, kẹp cả warlock vào đây rồi, cả beat nữa nhá, có beat đấy. Được không? Ông vẫn sống này. Hay quá. Ui, ăn được này. Ui rồi ôi anh em ơi, hay quá. Xin 11 tiền. Ờ, lên được 11. À, lên được level 10 rồi anh em ạ. Rồi, 26 lên 10, kẹp cọc, tuyệt vời. Chuẩn luôn. Chuẩn bài rồi đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà cọc vào thì có Kira Greek hay không nhỉ? Chắc là vẫn phải kẹp cọc thôi. Cho cọc và counter là khá khá line up ở trong cái trận đấu này đấy. Kể cả cái bọn gót đỏ. Gót đỏ nó phải đánh cho cọc. Và đa phần những cái con gót đỏ ấy, nó đều là những cái con mà đánh gần cả anh em ạ. Đấy, chính vì thế nó câu rất nhiều thời gian. Câu đam ở cọc. Cọc là thế thôi nhưng mà trâu lắm nhá. Cọc là 30 máu đấy. Xin cái món đồ đấy ngon nghẻ nhá. Cướp điên nhá, cướp điên, xin cướp điên. Ui, không có, ui, đồ thủ anh em ạ. Thôi chắc là BKB thôi chứ. Hay là chiến thánh nhở? Chiến thánh đi. Tôi vẫn thích cái chiến thánh hơn. BKB thì thôi ghép sau, ghép sau. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có BKB đấy. Trận này là có nhiều mết với cả nhiều gót lắm. Rồi, thôi chúng ta lên 10 đó. Hiện tại chúng ta sẽ phải dồn đồ dồn khan anh em ạ. Thế này. 5 đô 2 sao dồn đồ. Tôi mà có cái cướp điên thì con Khan này nó cũng khỏe lắm đấy nhá. Nhưng mà không có cướp điên. Không có cướp điên thì chưa chắc Khan đã mạnh bằng con ốc đâu anh em ạ. Nhưng mà nếu mà có cướp điên thì nó khác. Cướp điên mà nó crit thì nó tăng tốc. Con này nó đam to lắm. Khan đam to. Đánh tốc nhanh thì cũng càng khỏe. Ui, phải đánh. Thằng này chơi rồng beat ạ. Có like blitz like beat. Bây giờ có gọi dragon like beat cơ à. Kinh nhá. Trông có vẻ không mạnh. Khèo à. Không giống như con Light Blade Light thì nào luôn. Đây rồi. Nhưng mà tôi sẽ không đập trứng cho cáo. Bởi vì là tôi làm content theo yêu cầu. Bình thường thì tôi cũng sẽ đập trứng cho con cáo đấy. Nhưng mà hôm nay là tôi sẽ phải dồn đồ cho Velom. Mà Velom là ưu tiên đầu tiên. Trứng này chắc đập cho Velom thôi anh em ạ. Không đập cho cáo đâu. Đấy. Cáo cần ý thì chúng ta sẽ roll. Chúng ta sẽ roll nó kiếm con cáo 2 thì thôi. Còn trứng thì chắc chắn là sẽ phải để dành cho con Velom tiếp theo rồi. Đấy, ra một con Velom nữa thôi thì tôi sẽ đập cái quả trứng này vào. Lúc đấy thì Velom lên 2 kẹp Kira vào. Chắc là tôi sẽ vứt cái con tạm thời với con gấu ra. Con gấu thì nó chỉ có cộng thêm bit thôi. Chứ còn tác dụng thì không được nhiều. Chủ yếu là cọc để counter vào mấy cái thằng Warrior này. Và Aegis Seed kết hợp với Warlock. Thì chắc chắn là không bỏ rồi. Cần. Nói chung là cái gì cũng cần nhưng mà nó phải có đồ nữa. Nếu mà có cái món đồ Kira ấy, thì lúc đấy tôi không cần phải kẹp cái con ọc vào anh em ạ. Mua trông Warrior đấm khỏe thế nhở. Warrior dồn đồ cho Doom à. Liệu tôi có thể ăn được không nhỉ? Tôi có cọc ở đây. Câu rất nhiều thời gian mấy cái con Warrior nó ôm cọc vào đánh. Con ốc vẫn còn sống là có thể ăn. Không ăn được rồi. Khó. Ăn nổi không? Khó lắm. Ơ. Ơ. Úi dồi, ăn được này. Hay quá. Khan được chứ nhở.
cái con Doom của nó ấy, vừa nãy nó bị hút tóc bớt đi rồi. Đấy, bây giờ tôi đang có chuỗi này anh em này, ảo không? Ảo thật sự luôn. Vừa nãy cứ tưởng như sắp chết ở nơi rồi, bây giờ vẫn 41 màu có chuỗi, ảo thế nhở. Bộ Assassin bây giờ nó vẫn chơi là vẫn ok chứ. Thế mà có anh em bảo là Almeta, Almeta ở đâu? Tôi không thấy Almeta anh em ạ. Line up Assassin hiện tại, trong cái thời điểm hiện tại là một trong những cái line up mà không bị counter bởi bất cứ một cái line up nào khác. Rất ít cái đội hình counter cái bộ này. Đấy, trừ cái kẹp cọc các thứ thì cũng hơi counter một chút, nhưng mà nếu mà ra Sailing thì cũng không sợ đâu. Ra Sailing Assassin trong bộ 6 Assassin này thì gần như là không có counter. Tiến thằng này đi luôn không? 9 máu chắc khó. Gót đỏ này bây giờ dòng bậc 3 đi. Nói chung là bây giờ tôi khó. Tôi gặp thằng này đẩy nhiều lắm này. Tôi không có giữ máu đâu. Chơi cái đội hình này làm gì có giữ máu. Mất bao nhiêu máu đây? Ui, nó có đẻ thêm kìa. Mẹ ơi, 23 máu á. Ui, thế thì sắp xuống hố nơi rồi này. Thôi, rồi hết tiền thôi anh em ơi. Rồi hết tiền rồi, rao thứ 29 mới cay. Ngộ không à, lấy đi. Velom, một con Velom nữa đi. Ui, đây rồi. Đấy, cứ mỗi lần tôi nói thế nó lại ra. Ảo thế nhở. Tôi nhận thấy là mỗi lần tôi kêu lên như thế là nó lại ra cái con mà tôi cần. Tôi cũng chả hiểu là như nào luôn. Đó. Rồi, ghép lốt sắp chết rồi anh em ạ. Sắp chết rồi, tôi ghép luôn đi. Đợi cái món găng tay Kira thì bao giờ đâu. May quá, round này gặp cái thằng Goblin vẫn sống được anh em ạ. Được, 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 vẫn sống ở round nữa. Gặp thằng này tôi nghĩ là tôi vẫn ăn dễ dàng rồi. Không có gì khó khăn với cái thằng Goblin này cả. Tầm này thì không sợ Goblin. Ui, ui, tôi mới đẩy rồi 2-3 màu. Ảo quá anh em ơi. Cái tầm này chắc chỉ sợ mỗi cái nhà 9m với cái nhà gót đỏ thôi anh em. Gặp hai nhà đấy chắc là tôi bị đẩy tràn nhà luôn. Full bản luôn. Đấy, còn những cái bộ khác thì tầm này là nói chung là cân được rồi. Như là Master đồ thế này là nói chung là đồ là tương đối chuẩn. Tương đối chuẩn rồi đấy anh em ạ. Đó. Ờ, xin mỗi cái cúp điên thôi. Round này mà không có cúp điên thì xác định ở trận đấu này là về top thấp nha anh em nhá. Bây giờ là nó là round 30 rồi. Cái món đồ cam thứ hai rồi, phải có cúp điên ở trong cái round này. Nó bị muộn rồi. Lẽ ra phải ra round 25 xong rồi tôi chốt cái cướp điên ấy, xong rồi chơi luôn thì nó mới ổn. Còn bây giờ chơi là vẫn là cái dạng đồ thủ nhiều quá, đồ công chưa có. Chơi cái bộ Assassin là nó cứ phải là công đắp vào thì nó mới mạnh đấy. Cái phát đầu tiên nó đấm nó chết một con là ok nhất. Mỗi con nó đấm nó chết một con. Đây rồi, ui anh em ơi, trần phải rồi. Phải bộ Assassin bây giờ thì rất là ok nhá. Được chưa nào? Tôi nghĩ là bây giờ là ổn rồi đấy. Đó. Rồi tôi kẹp cái ra và tôi bỏ gấu ra thôi. Con gấu này nó chỉ cộng với cái bộ beat là thêm được có 15% thôi anh em ạ. Trong khi đấy nếu mà tôi kẹp Kira vào ấy là mỗi con chết tăng 20% đam. Thế thôi. Tính phép tính đơn giản là chúng ta bỏ cái gì ra. Rõ ràng là sẽ phải bỏ bit ra rồi. Còn con Egosit thì bỏ ra thì là mất Warlock, mất Egosit thì cũng yếu. Đấy. Thôi thì hy sinh một kích một tộc để mà coi như là được kích nhiều tộc vậy. Mà gặp cái thằng này thì nguy hiểm quá nhỉ. Được không? Ăn được không? Ui, không được rồi, không được rồi. Được. Hay quá. Tôi nhìn nhầm đấy, quả con cáo vẫn sống. Thế nào mà mình nghĩ cáo chết rồi chứ. Cáo sống thì ok rồi. Được. Anh ơi, vào top 4 rồi, hay quá. Rồi, tôi cũng có cái món đồ cho cái con Velom luôn. Đấy, bây giờ có cái Berlin thì bớt tù đi rồi đấy. Bớt tù đi nhiều anh em ạ. Lấy không có Berlin thì còn hơi sợ.
Có Blink này thì sẽ coi như là hóa trao sớm, đập nhanh, đập nhanh, đập khỏe. Đây là nó là không phải là 6 Glacier đâu, nhưng mà tốc độ của nó có thể lên tới là 0.1, giống như là chơi 6 Glacier vậy anh em ạ. Khá là mạnh đấy nhá. Rồi. Và quan trọng hơn là cái con này nó sẽ bớ vào hàng đằng sau trước. Hàng đằng sau quan trọng lắm, mấy con kiểu heo huyết các thứ ở đằng sau ở cái bộ gót đỏ ấy. Cứ giết chết về cái con đấy là yên tâm luôn. Nó đỡ bị mất máu mà chiến thắng nó cũng dễ. Ôi ôi trời, tôi rơi đúng vào cái lỗ anh em ạ. May quá tôi lại đặt cái con thị vệ hàng ngày, nó lại bay đúng vào cái chiều phía Blink, thế là nó ẩn cái con trừ giáp ra ngoài. May quá anh em. Thế là tôi vẫn coi như là sống với con Velom này, không có hiệu ứng trừ giáp ở trên đầu. Thế là sẽ chắc chắn là sẽ ăn thằng này. Ok. Thằng này đầu game chuỗi xanh nhưng bây giờ có vẻ sắp xuống hố rồi này anh em này. Ảo nhờ. Trận đấu này cuối cùng thằng gót sầm mập nó lại trồi lên khỏe thế. Quá mạnh luôn. Có lên là mua cái con Secret Lancer này, tí nữa counter của gót sầm mập nhỉ. Chắc là sẽ phải dùng con Secret Lancer đấy anh em ạ. Chứ tôi nghĩ là trận đấu này mà chơi các cái con khác thì khả năng là toang là rất cao. Tuy nhiên đề bài của anh em Đặng Minh Trung đấy là tôi sẽ phải dồn đồ cho con Velomancer. Thế thì hay là kẹp cá vào nhở. Nhưng mà nếu mà kẹp cá vào thì bây giờ vứt cái con này à. Vứt con Khan đi. Nói chung là đấy là một cái ý tưởng mà không hay lắm. Thay vào cái việc là vứt con Khan đi là kẹp Marine vào thì tôi nghĩ là tôi kiếm cái BKB 2 sao xong rồi tôi BKB cuối ấy, đồ cam ấy, xong rồi tôi ghép vào luôn thì nó ổn hơn. Được không? Được không? Được không? 1/3. Ừ được đấy anh em. Ui tốc độ 0.1 đấy rồi. Cắt chuỗi luôn, hay quá anh em ơi. Được đấy nhở. Cũng chưa biết ai ăn ai đâu. Cứ bình tĩnh. Tôi đang có một cái nuôi một cái hy vọng là up lên được cái con cáo 3 đây này. Sau đó tôi có thể là cho Ngộ Không vào kích hệ luôn. Kích hệ beat nữa. Nhưng mà lúc đấy chắc là vứt cọc nhỉ. Cọc thì bây giờ để counter thằng Warrior thôi đúng không? Duy nhất thằng Warrior là cấm cọc vào để counter. Còn những cái thằng còn lại thì không nhá. Những cái thằng còn lại thì bây giờ Warrior bay màu một cái là tôi có thể là tôi sẽ cho beat vào, cho Lancer vào để đánh nhau với cả hai cái bộ mết, hai cái bộ gót mết, chính xác là hai cái bộ gót mết. Ok, chúng ta kèo từ round thứ 35 rồi, 34, 35. Round này không biết có thằng nào đi không. Ok, 9 mét còn 21 máu thì thoải mái. Ui mà tôi vẫn ăn được đấy anh em này. Ảo không? Ảo thật sự luôn. Không có BKB luôn mà vẫn ăn được. Ảo thế nhở. Khỏe đấy chứ. Bình thường thì tôi không chơi con này đâu. Con này kích hệ đâu. Còn đồ sẽ lấy đồ Kira xong rồi đưa vào người cáo hoặc đưa vào người Ngộ Không thôi thì nó mới mạnh được. Nhưng mà trông chơi như này thì vẫn có vẻ ổn đấy chứ nhở anh em nhở. Anh em nào thấy ổn và anh em đã từng chơi cái bộ này rồi ở trong cái meta mới thì anh em có thể confirm phía dưới nhá. Anh em comment ở phía dưới cho tôi. Comment dưới clip cho tôi để tôi xem là anh em chơi em có ổn không. Ủa Doom một mình solo bọn này luôn. Chắc có quả Doom một trúng vào cái con rồng mập rồi. Rồng mập lên 3 sao thì dễ bị Doom lắm. Nếu mà không kiếm được ra những cái con 3 sao cũng bằng tiền với cả con rồng mập. Tức là 2 đô đấy. Ví dụ như Lava Shaman hay là Sứ Woodman này à. Những cái con đấy là những cái con mà xác định là nếu mà roll con Velom, à cái con rồng mập lên 3 sao thì tôi nghĩ là sẽ phải roll những cái con lại lên 3 sao thì nó mới hứng được cho cái việc là bị Doom. Còn không thì nó vẫn sẽ Doom vào cái con co chính thôi. Khó đấy. Doom bây giờ nó nói chung là tôi nghĩ là cũng có dính dáng một chút đến trí tuệ nhân tạo.
số nó Doom chuẩn lắm anh em ạ. Tôi thấy cứ vào tay địch nó Doom tôi thì thôi rồi luôn. Đấy, cứ nhắm vào co mà Doom rồi. Trong khi tôi chơi con Doom thì cũng chưa chắc đâu nhá. Toàn Doom là cái con không bắn được chuyện. Cay thật. Round này chắc là nếu mà lấy thì tôi sẽ lấy cái giáp phản thôi. Giáp xoay. Ơ, hay là lấy cái mảnh linh hồn. Mảnh linh hồn ngon hơn đấy. Tăng tốc nhanh anh em ạ. Cho con Velomancer nó đạt được 0.1 nhanh nhất có thể. Mà cái trừ giáp này nó sờ tách này nó trừ 15 giáp thì đấm nó cũng thốn lắm. Ok. Thôi rồi, xả tiền nào. Ui, sai linh này, hay quá. Thế này thì thôi nhá, cho bán ốc đi thôi. Sai linh vào rồi thì chơi ốc làm gì nữa đâu. Velomancer sẽ lui lên 3 sao. Ok. Căng quá anh em ơi, máu sàn sàn như nhau luôn. Căng thật sự luôn đấy. Thằng con sông bập này bây giờ nó cũng khá mạnh rồi. Kìa, đéo đấm được là sao? Ui, nó toàn full vào con Velom của tôi anh em ơi. Ui, nhưng Velom hồi máu kinh này kia. Ui, anh em nhìn thấy con Velom nó hồi máu không? Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Con rồng mập là full vào. Tôi nhớ không nhầm là phải ba cái bãi nước bọt vào mặt con Velom. Mà con Velom nó tỉnh dậy, nó đánh đầy ạc máu luôn. Hồi máu kinh quá anh em ơi. Ui, nó đấm chết cả con rồng mập à? Thế thôi. Không cần phải Lancer nữa. Hay quá anh em ạ. Rồi. Tôi lại nhận thấy là cái tầm này tôi ổn vãi đái luôn. Anh em ạ, ổn thật sự ấy. Cảm giác như là sắp vô địch đến nơi rồi. Velomancer mà đánh tín đấy nhở. Anh em thấy cái con rồng mập nó dí liên tục trưởng vào mặt mà con này nó hồi máu được kịp không? Sau đó nó còn lật kèo không? Đánh thì đúng là kiểu 0.1. Này còn crit nữa, như thế này thì đỡ làm sao được. Crit liên tục luôn, đánh thì nhanh. Chả khác gì cái bộ 6 Glacier cả. Thậm chí là tôi nghĩ nó còn mạnh hơn ở trong bộ 6 Glacier cơ. Khi mà tốc độ thì nó vốn dĩ nó đã là mắc tốc độ rồi. Đấy, nó không cần phải là vào trong bộ 6 Glacier nó mới mắc tốc độ đâu. Mà cái tầm này nó đã mắc tốc độ rồi, nếu mà nó cứ crit liên tục. Đánh rất nhanh. Không có BKB mà 9m cũng không cản được luôn. Xong rồi, thằng này đi rồi. Đi luôn. Ôi. Ui dồi ôi anh em ơi, thế là double kill anh em ạ. Ảo thật sự đấy. Khỏe quá anh em ơi. Ui dồi, tôi còn chưa kịp lên nó 3 sao. Tôi cứ ngỡ là vẫn được sống thêm một round nữa. Địch thủ đi một phát luôn hai thằng luôn anh em ạ. Dạ man. Thôi thì nó cũng chưa được trọn vẹn lắm nhưng mà tôi cũng hy vọng là anh em Đặng Minh Trung sẽ thích cái clip này. Chúc mừng sinh nhật anh em Đặng Minh Trung nhá. Và anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Còn Velomancer nó khỏe như thế nào trong cái bộ 6 Glacier anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con Velomancer nó làm co trong bộ Witch anh em nhá. Witcher nhưng mà dồn đồ cho Velomancer 3 sao. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!